Kính chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà đất quận 12. Hôm nay em Phúc đang có mặt tại Phú Đông để giới thiệu tới quý anh chị một căn nhà siêu đẹp. Căn nhà của chúng ta có diện tích là 4,1m và chiều sâu là 16,5m. Pháp lý là sổ hồng riêng đã được chủ hoàn công đầy đủ. Căn nhà chúng ta có hướng Tây Nam, phù hợp với những người mệnh Tây tứ trạch. Nhà chúng ta có công năng sử dụng là 1 trệt, 3 lầu, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, sân phơi trước sau, được chủ chào bán với giá là 6,6 tỷ. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ hứa cũng sẽ bớt lọc cho chúng ta. Đường trước nhà của chúng ta là đường nhựa có chiều ngang là 5m và từ vị trí căn nhà của chúng ta đi ra đường An Phú Đông 09 khoảng 20m và về sân bay Tân Sơn Nhất khoảng hơn 3km xíu. Căn nhà của chúng ta nằm trong khu dân cư rất là an ninh. Và không đợi quý anh chị để lâu, chúng ta sẽ tiến vào bên trong để tham quan căn nhà. Phía trước hành lang cũng được gia chủ chừa lại khoảng 3m để đậu 4 đến 5 chiếc xe máy. Và một lớp cửa 4 cánh để bảo vệ căn nhà của chúng ta. Tiếp tới bên trong, chúng ta cũng có một lớp cửa sắt 4 cánh và ốp kính cường lực 10 ly. Hai bên thì cũng được gia chủ dán đá hoa cương. Và đây là phòng khách của chúng ta. Phòng khách thì cũng được gia chủ dán gạch cao lên 2m, rất là sạch sẽ. Căn nhà của chúng ta có màu hồng phấn, rất là mát mẻ. Phía trên thì trần thạch cao và hệ thống đèn LED. Và bây giờ tiếp tới chúng ta sẽ là hệ thống cầu thang thông lên tầng 1. Và khu vực phía sau là nhà bếp và cuối cùng là nhà vệ sinh. Cầu thang thì được gia chủ lót đá hoa cương màu đen rất là sang trọng. Và tay vịn được làm bằng gỗ căm xe. Phía sau là hệ thống nhà bếp, được gia chủ thiết kế một bầy ba nhỏ nhỏ, toàn bộ là gỗ căm xe hết nha. Do căn nhà này được gia chủ thiết kế để ở nên làm toàn bộ bằng gỗ căm xe và những vật liệu cao cấp. Nhưng bây giờ gia chủ phải đi nước ngoài nên cần bán gấp lại căn nhà, có một mức giá khá tốt, chỉ 6,6 tỷ đồng. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ hứa cũng sẽ bớt lọc cho chúng ta. Và đây là cái giếng trời dùng để lấy gió, lấy sáng cho căn nhà. Và kế bên là nhà vệ sinh, cũng được gia chủ dán gạch phun tường. Nhà vệ sinh rất là rộng nha quý anh chị, chiều ngang là khoảng hơn 2,5m và chiều ngang là 3m. Phúc xin nhắc lại, căn nhà của chúng ta có diện tích là 4,1m và chiều sâu là 16,5m. Pháp lý là sổ hồng riêng, được gia chủ hoàn công đầy đủ và được chủ chào bán với giá là 6,6 tỷ đồng. Giá này chủ cũng hứa bớt lọc cho chúng ta và khi chúng ta thiện chí thương lượng trực tiếp với chủ. Mà vị trí căn nhà của chúng ta là nằm sát bên cầu An Lộc, Nguyễn Oanh. Và hệ thống kệ bếp được gia chủ làm toàn bộ bằng gỗ căm xe, đá hoa cương và vòi nóng lạnh bằng inox 304. Căn nhà của chúng ta có thiết kế là 3 lầu với công năng sử dụng là phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, sân thượng phía trước và sân thượng phía sau. Vị trí căn nhà của chúng ta là nằm ở đường An Phú Đông 09, đối diện khu du lịch Bến Xưa và cách Gò Vấp là khoảng hơn 200m. Căn nhà của chúng ta thì nằm trong khu dân cư rất là an ninh, xung quanh có rắn camera và đường trước nhà của chúng ta có chiều ngang hơn 5m, xe du lịch, xe tải vào ok, thoải mái. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì có thể liên hệ với Phúc theo số điện thoại góc màn hình. Chúng ta sẽ tới xem trực tiếp căn nhà và sau đó gặp chủ để thương lượng về giá. Và bây giờ chúng ta sẽ tham quan tầng 1. Tầng 1 gồm có phòng ngủ phía trước và phòng ngủ phía sau. Phía dưới là được gia chủ lót gỗ bằng căm xe. Và phía trong chúng ta cũng có nhà vệ sinh và một cái cửa sổ thông ra giếng trời để lấy gió và lấy sáng. Nhà vệ sinh cũng đầy đủ các công năng sử dụng: lavabo, vòi tắm hoa sen, nóng lạnh, hệ thống bồn cầu khói. Do căn nhà này gia chủ cất xây dựng là để ở nên toàn bộ hệ thống cửa, cầu thang và sàn gỗ là được chủ làm toàn bộ bằng gỗ căm xe 100%. Và cầu thang thì được lót đá hoa cương kim sa màu đen. Loại đá này thì rất là mất tiền.
Và đây là tầng 2, cũng có phòng ngủ phía trước và phía sau. Út cũng đi nhanh qua luôn để chúng ta lên tham quan không gian tầng trên cùng, tầng 3. Gồm có một cái tâm và sân phơi phía trước, phía sau. Và đây là khu vực sân phơi phía sau, cũng được gia chủ đóng la phong và dùng một tấm tôn trắng để lấy sáng. Khu vực trên đây thì rất là mát mẻ. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra khu vực sân phía trước, rất là rộng rãi và cũng được gia chủ ốp la phong và hệ thống đèn rất là sáng sủa mát mẻ. Nơi đây chúng ta có thể để một bộ bàn đá hoặc là trồng một số cây tiểu cảnh để làm không gian uống trà và có thể là ăn uống vào dịp cuối tuần. Đây là khúc xe quay con đường trước nhà của chúng ta, rất là rộng nha. Xung quanh hàng xóm thì nhà cũng 3-4 lầu không. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì cứ điện thoại cho Phúc tới xem trực tiếp căn nhà, và sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để làm việc. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo về giá nhà và đất ở quận 12. Từ vị trí này chúng ta có thể nhìn thấy chung cư An Lộc nằm ở Nguyễn Oanh, Gò Vấp, khá gần nhà quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.